Để có thể sinh 5 đứa con, mỗi ngày ông ta đều ngâm phân bò trong 45 phút. Nghe nói ngâm như vậy, không chỉ có thể làm cho bản thân mạnh mẽ hơn, cũng có thể nam tính hơn. Trấn Nam Vương tắm thơm đến bên sủng phi. Vốn tưởng như vậy có thể chắc chắn, có thể tạo hóa làm người. Cho dù hắn hậu cung có 300 mỹ nhân, hiện vẫn chưa có ai mang thai. Lần này hắn không quản xa ngàn dặm từ Vân Nam đến kinh thành tìm kiếm bí quyết sinh con. Hắn tham gia hội nghị thường niên do hoàng đế mời. Vương thúc, đường xa mệt mỏi, phòng phía tây đã dọn dẹp xong rồi, mời vương thúc đi nghỉ ngơi. Nhưng đứng ở cửa phòng phía tây, Trấn Nam Vương Lãnh Tử Án lại không chịu đi về phía trước nữa. Vương thúc, sao không đi nữa? Lãnh Tử Án lại đột nhiên dùng mũi khẽ hừ một tiếng. Đại sư nói rồi, bổn vương năm nay không thích hợp sống ở phía tây, sống ở phía tây không thể sinh con được. Nghe thấy vậy, Lạc Lan vội vàng tiến lên giải thích. Vương thúc, chuyện này ta đã nghĩ kỹ rồi. Ta nghĩ phòng phía tây rộng rãi và sạch sẽ. Nếu ngài muốn sống ở phía đông, ta lập tức để người ta dọn dẹp. Phụ nữ nông thôn của Nhiên chả biết gì, phong thủy cũng không hiểu còn làm vương phi. Mắt nhìn của người Lãnh gia càng ngày càng tệ. Nghe thấy vậy, ánh mắt vừa mới khiêm tốn của Lạc Lan lúc này trở nên lạnh lẽo. Nhưng dù sao vẫn phải đặt đại cục làm trọng. Vương thúc đừng giận, đó là ý kiến của ta thôi. Ở phía đông của Ngọc Vương phủ có hai cái cây chết khô, bây giờ lại là năm mới, sợ ngài thấy không thoải mái, cho nên mới tự ý sắp xếp cho ngài sống ở phía tây. Nếu ngài cảm thấy không thích hợp, ta bảo những hạ nhân ở phòng phía đông chuyển ra ngoài là được. Phòng phía đông là nơi hạ nhân sống, và lại còn có hai cái cây chết khô. Nơi như vậy mà ngươi cũng dám để cho bổn vương ở lại? Lúc này Tiểu Chí nhìn không được liền mở miệng. Tây cũng không được, đông cũng không xong, người này thật khó. Nghe thấy câu này, ánh mắt của Lãnh Tử An đột nhiên trở nên kỳ lạ. Ai? Mấy tên thị vệ bên cạnh hắn nhìn quanh đám người. Lưu Mỹ gắt gao che miệng Tiểu Chí, không dám để cậu bé nói nữa. Nhưng Tiểu Chí lại dùng sức thoát khỏi vòng tay của Lưu Mỹ, đi thẳng đến trước mặt Lãnh Tử An. Là tôi nói, vương phi sắp xếp phòng phía tây cho ông không đồng ý, phòng phía đông ông cũng không muốn, vậy ông muốn gì? Nhìn thấy Tiểu Chí, mắt Lãnh Tử An mang theo một tia phẫn nộ. Lãnh Ngọc, đây là cách người đối xử với khách ở Ngọc Vương phủ sao? Thằng bé này là ai? Dám vô lễ với bổn vương như vậy? Nghe thấy vậy, Lạc Lan liền giật mình, liền tiến lên kéo Tiểu Chí lại. Vương thúc xin bớt giận, đứa trẻ này còn nhỏ. Lời nói trẻ con, ngài đừng cãi nhau với nó. Tiểu Chí mau xin lỗi Trấn Nam Vương đi. Tiểu Chí lại cố chấp đem mặt nghiêng sang một bên, không chịu nói lời nào. Tiểu Chí, mau xin lỗi Trấn Nam Vương. Thấy sư phụ tức giận, Tiểu Chí lúc này mới cúi thấp đầu thì thầm. Tôi xin lỗi. Xin lỗi thế là xong rồi sao? Người đâu? Kéo đứa trẻ này xuống. Đánh 20 bảng lớn. Không được, Vương thúc, đứa trẻ này thân thể mỏng manh, làm sao có thể đánh 20 bảng lớn? Vương thúc, đứa trẻ này đã mạo phạm ngài, ta thay nó xin lỗi ngài. Mà Tiểu Chí lại là một bộ dáng đầy chính trực. Muốn chém muốn giết cứ tự nhiên, tôi chỉ là nói ra sự thật. Ông nghe không thuận tai, đánh tôi đi. Điều này không liên quan gì đến Ngọc Vương phủ. Tuổi mới còn nhỏ đã ngỗ nghịch như vậy. Người đâu, đánh cho ta. Nghe thấy vậy, Lưu Mỹ như điên lao ra khỏi đám đông. Không được đánh, Lưu Mỹ, không được làm vậy, lùi lại. Nghe thấy cái tên này, lại thấy người phụ nữ này, vẻ mặt Lãnh Tử An lập tức đờ đẫn. Lưu Mỹ, Trấn Nam Vương thật là uy phong, ngay cả một đứa trẻ cũng không tha. Đứa bé này là con tôi, không liên quan gì đến người khác. Muốn đánh thì cứ đánh tôi đi. Nhịp tim của Lãnh Tử An đập mạnh, cảm thấy hoàn toàn tê liệt. Người phụ nữ này, hắn tìm mấy năm nay đều không tìm thấy, không ngờ bây giờ lại gặp ở đây. Làm sao hắn có thể không kích động? Mẹ biết ông ta sao? Không biết, mẹ sao lại biết kẻ tàn nhẫn như vậy? Ngay cả một đứa trẻ cũng không chịu bỏ qua. Mỹ Nhi, nàng vẫn ổn chứ? Nhiều năm không thấy, nàng không thay đổi gì cả. Nghe những gì ông ta nói, chắc họ là người quen cũ từ nhiều năm trước rồi. Thế là, Lạc Lan ra hiệu cho A Cương sơ tán tất cả hạ nhân. Nhưng Lưu Mỹ không thèm để ý tới Trấn Nam Vương, mà là đưa Tiểu Chí về phòng. Sau khi trở về phòng, Lưu Mỹ liền bắt đầu thu dọn đồ đạc. Mẹ, sao chúng ta lại đi? Con không nỡ bỏ sư phụ, không nỡ xa tỷ tỷ. Hơn nữa ngày mai là ngày đầu năm mới rồi, chúng ta có thể đi đâu? Nhìn thấy người vừa nãy rồi chứ? Hắn trông thật ngu ngốc. Chúng ta phải đi thôi, nhưng chúng ta có thể quay lại sau khi hắn rời khỏi kinh thành. Nếu không đi, chắc một lúc nào đó hắn sẽ đưa con đi. Đến lúc đó con muốn về cũng không về được. Nghe thấy vậy, Tiểu Chí vẫn đầy mắt khó hiểu. Tại sao ông ta lại đưa con đi? Chỉ là 20 bảng lớn, mẹ vừa tổ trực tiếp để ông ta đánh là được rồi. 20 bảng con chịu được, 20 bảng đó sẽ lấy mạng con đó. Đừng hỏi nữa, đi. Ngay khi cô chuẩn bị kéo Tiểu Chí ra cửa, một người đàn ông cao như một bức tường bước vào. Mỹ Nhi, có chuyện gì ông nhắm vào tôi đây? Nếu cảm thấy khó chịu, con có thể gọi người đánh tôi. Chuyện này không liên quan gì đến mẹ tôi, không liên quan gì đến Ngọc Vương phủ. Nghe lời nói đầy nhiệt huyết của Tiểu Chí, Lãnh Tử An không chỉ không tức giận, ngược lại mắt đỏ hoe muốn chạm vào mặt cậu bé. Đừng chạm vào nó. Mỹ Nhi, là ta có lỗi với nàng. Kể từ khi nàng đi, ta đã tìm nàng 8 năm. Ta không ngờ rằng lại gặp lại nàng ở đây. Ta bỗng nhiên cảm thấy chuyến đi kinh thành này thật đáng giá. Thật sự quá đáng giá. Nói đến đây, hắn đột nhiên nhìn về phía Tiểu Chí phía sau. Nàng mau nói cho ta biết, đứa bé này có phải của ta không?
Nó không liên quan gì đến ngài. Nó là con trai ta đúng không? Năm đó nàng lén chạy ra ngoài là vì để sinh ra nó có phải không? Chuyện này không liên quan đến ngài. Mỹ Nhi, ta sai rồi. Năm đó là ta đã nghe nhầm lời vu khống. Ta hối hận rồi. Nhưng khi ta đã biết sai, ta không thể tìm thấy nàng nữa. Nàng tha thứ cho ta được không? Về với ta đi. Ta để cho những nữ nhân ở nhà đều cút hết được không? Lời nói của ông ta rất chân thành. Lưu Mỹ lại cảm thấy vô cùng mỉa mai. Tôi sẽ không về, đó là một giấc mơ đối với tôi. Trong thời gian ngài không tìm thấy tôi, nhiều năm như vậy, ngài đã có nhiều đứa con rồi. Làm ơn để tôi và Tiểu Trí đi đi. Những người phụ nữ đó là một đống phế vật. Không ai để lại được cho ta một đứa con cả. Tiểu Trí là con trai duy nhất của ta. Bất luận thế nào, ta cũng phải nhận nó. Không thể nào, ông là người xấu, tôi sẽ không đi với ông. Tiểu Trí, ta là cha con, không phải người xấu. Ta đã tìm kiếm hai người suốt những năm qua. Con mau gọi cha. Tiểu Trí lại lùi lại mấy bước rồi lắc đầu. Ông không phải cha tôi không muốn nhận tên khốn ông làm cha. Mẹ chúng ta đi. Sau khi cậu bé chuẩn bị đi lấy hành lý đặt trên bàn, Lãnh Tử An đột nhiên đứng ra chặn lại. Nếu các người dám đi, ta sẽ san bằng Ngọc Vương phủ. Để lại câu này, hắn tức giận vung tay áo rời đi. Mẹ, chúng ta phải làm sao đây? Những gì ông ta nói, chắc chắn sẽ làm được. Chúng ta không thể đi, không thể gây rắc rối cho Vương gia và Vương phi. Chuyện của Lưu Mỹ và Lãnh Tử An, Lạc Lan biết điều đó từ những lời ngắt quãng của Tiểu Trí. Buổi tối Lãnh Ngọc vừa vào cửa đã bắt đầu lẩm bẩm, Trấn Nam Vương này đúng là quái nhân. Tâm trạng bất thường, buổi sáng mới đến, một bộ dáng ngẩng cao đầu, kiêu ngạo không cho ai phạm, buổi chiều lại trở nên cáu kỉnh như sấm. Bây giờ, lại ở trong nhà không nói gì. Chẳng có biết tại sao ông ta lại như vậy không? Lãnh Ngọc ngồi đối diện uống một ngụm nước, chờ Lạc Lan nói ra, Tiểu Trí là con trai hắn. Nước Lãnh Ngọc vừa vào miệng lập tức phun ra. Nàng nói ai là con trai của ai? Ta nói, Tiểu Trí là con trai của Trấn Nam Vương Lãnh Tử An. Tin tức này đủ để cho Lãnh Ngọc kinh ngạc một trận, sau đó mới hoàn hồn lại. Tốt quá rồi, Trấn Nam Vương không sinh được con. Nếu Tiểu Trí là con trai của ông ấy, vậy thì ông ấy nhất định sẽ đặc biệt quan tâm đến Tiểu Trí. Tiểu Trí đứa trẻ này, mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng là một người chính trực. Bằng cách này, Trấn Nam Vương muốn làm hòa với cha con nhà Ngô. Tiểu Trí có thể đóng một vai trò nhất định. Không được, chàng không thể lợi dụng Tiểu Trí. Nó chỉ là một đứa trẻ, ta không lợi dụng nó. Vậy thì cha con nhà Ngô và Lãnh Tử An sẽ đồng lõa. Kết cục cuối cùng, có thể tưởng tượng, nếu Tiểu Trí có thể làm cho ông ta dừng ngựa lại, cũng coi như là cứu nó một lần, cho nên đây không thể coi là lợi dụng. Lạc Lan cảm thấy lời nói của Lãnh Ngọc dường như cũng có chút lý, dù sao cha con nhà họ Ngô cũng rất tham vọng, nếu bọn họ thật sự kết giao với Trấn Nam Vương này, điều đó nhất định sẽ trở thành đại họa của Đại Ninh Quốc. Lúc này, Lãnh Ngọc đột nhiên ánh mắt nghiêm túc nhìn cô. Lan Nhi, đây là năm mới đầu tiên chúng ta bên nhau, ta đã nghĩ được nhiều tư thế rồi được không? Lạc Lan ngượng ngùng gật đầu. Sau khi nhận được sự đồng ý, Lãnh Ngọc ôm cô đi về phía tổ ấm của hai người. Sáng hôm sau, Lãnh Ngọc đưa Lạc Lan đến cung tham gia tiệc năm mới. Khi họ vào, Thường Quý Phi không biết là tốt bụng hay là cố ý, vẫy tay trực tiếp với Lạc Lan, bảo cô ngồi xuống. Tướng công, ta đi bên kia. Lãnh Ngọc lại nhíu mày lại, sắc mặt ảm đạm nhìn bên kia Thường Quý Phi một cái. Nương tử không cần đi phục vụ ai, theo ta là được. Nói xong, Lãnh Ngọc kéo tay cô ngồi xuống chỗ bên cạnh mình. Thấy cảnh này, sắc mặt của Thường Quý Phi lập tức lạnh lẽo. Lúc này, Hoàng thượng một thân long bào màu vàng tiến đến. Ông đến bàn rồng vàng ở phía trước, phẩy vạt áo ngồi xuống. Hôm nay là tiệc thường niên của Đại Ninh Quốc, các vị phương vương không quản xa ngàn dặm, chấm vô cùng hạnh phúc. Nói đến đây, ông ta nhìn Trấn Nam Vương một cái. Trấn Nam Vương cũng chú ý đến ánh mắt của Hoàng thượng. Nhiều năm không thấy, tinh thần anh hùng của Hoàng thượng vẫn không giảm. Thần đệ vô cùng yên tâm. Thần đệ chúc Hoàng thượng một năm mới mới mẻ, thân thể mạnh mẽ như bò sắt. Chúc quốc thái dân an Đại Ninh, người dân giàu có và khỏe mạnh. Hoàng đệ nói thật êm tai, 20 năm rồi không gặp, thân thể này của đệ thật là càng ngày càng cứng rắn và mạnh mẽ. Trẫm rất vui. Chỉ là, nghe nói hoàng đệ đến nay vẫn chưa có con trai. Hôm nay thật sự khiến trẫm cảm thấy buồn. Hoàng thượng vừa nói ra, sắc mặt Lãnh Tử An không tái nhợt, mà là cười cười. Dù sao hắn vừa mới có Tiểu Trí, đa tạ hoàng thượng đã lo lắng cho thần đệ. Thần đệ không những có con cái, con là con trai, thông minh dễ thương và lanh lợi, trông giống hệt như thần đệ vậy. Anh dũng thần vũ. Nghe ông ta nói vậy, lông mày của hoàng thượng nhăn chặt lại với nhau, trên mặt lộ ra một tia mỉa mai và khinh thường. Thần đệ nếu có con trai, sao không mang đến cho trẫm và mọi người xem? Có gì đó không tiện sao? Trấn Nam Vương có con trai, chuyện này để mà nói thì thật là lạ. Chẳng lẽ là vì hoàng thượng nhắc đến việc Trấn Nam Vương không có con cái? Trấn Nam Vương muốn tùy tiện tìm một đứa nhỏ đến thay thế đấy chứ? Tùy tiện tìm một đứa trẻ? Bình Liêu Vương nói vậy là có ý gì? Ta Lãnh Tử An còn không đến mức đi tìm con của nhà người khác để nhận bừa đâu. Trấn Nam Vương mỗi ngày đều tìm kiếm công thức bí mật để sinh con, nhưng vẫn không có con, đây là chuyện ai cũng biết. Bây giờ ngài tùy tiện lấy ra một đứa trẻ và nói đó là con trai của ngài. Cái này cũng có người tin sao? Lời nói của ông ta, Lãnh Tử An vừa rồi còn đắc ý, khuôn mặt lập tức trở nên hắc hiểm.
Ngươi lời này là có ý gì? Ngươi cho rằng bổn vương dám nói bậy trước mặt hoàng thượng sao? Lãnh Tử An, nếu trong lòng ngươi không có quỷ, vậy thì vội cái gì? Ngươi hãy mang cái gọi là con trai của ngươi đến đây, để tất cả chúng ta mở mang tầm mắt. Nếu không ngươi không có bằng chứng, chỉ nói bằng miệng, chúng ta ai có thể tin được? Ta, được rồi, đừng cãi nữa. Bữa tiệc năm mới không phải để các ngươi gây ồn ào đâu. Trấn Nam Vương, nếu ngươi nói ngươi có con trai, nếu có chuyện này, ngày mai vừa vặn ngày đầu tiên, ngày dâng hương và cầu nguyện cho tổ tiên, ngươi đưa nó tới đây đi. Mọi người thấy hoàng thượng lên tiếng, cũng không nói thêm gì nữa, đều đang mong chờ ngày mai xem chuyện cưới của Lãnh Tử An.